Xin chào các bạn ha. Thì hôm nay xe mình lại gặp cái vấn đề là hết bình các bạn. Mình không thể nào mà đề được. Thì đây ha, mình sẽ bật khóa nè. Nhấn chìa khóa nè. Đó, điện đồng hồ tốc độ vẫn sáng nè. Nhưng mà đề không được, nãy giờ mình đề hoài không được ha. Cái này ha. Chân trống đã gạt lên rồi các bạn. Đây, bóp thẳng không bền. Đó. Đó. Đây là đề không được, bình yếu này. Các bạn nghe rõ là rờ lê đề nó vẫn nhảy nè các bạn. Đó. Thì cái tiếng nhảy đó là cái tiếng rờ lê đề nha các bạn. Thì không biết tại sao lại hôm nay lại gặp cái vấn đề này nữa. Nghĩa là xe đang đi bình thường thôi mà bây giờ nó đề nó không lên. Thì có thể là hồi nãy giờ mình chủ quan, trước khi mình đi á mình có bật đèn á, bật đèn xe nè. Bật đèn xe cỡ mấy phút á, chắc cỡ 5 phút á thì mới đi, thì có thể là trong khoảng thời gian đó thì mình nó yếu. Nhưng mà cái thói quen mình đi xưa giờ mình đi nó vẫn vậy thôi. Thì trước khi đi mình đều bật đèn xe lên để sáng cái đường đi á. Thì chắc có thể là tại cái xe này đã xài được hơn 3 năm này, 3 năm rưỡi rồi. Thì mình cũng đang nghi là cái tuổi thọ của cái bình này nó đã xuống cấp rồi ha. Thì trung bình một cái bình xe máy á, xe Honda á, thì sử dụng được khoảng 3 năm là bình nó bắt đầu lão hóa, nó không có tích đủ được cái lượng điện vô nữa. Có nghĩa là cái hệ thống đề nó vẫn hoạt động tốt, hệ thống sạc của xe nó vẫn hoạt động tốt, nhưng mà bình nó không có nhận đủ điện nữa. Hoặc cái vấn đề thứ hai là do cái thói quen sử dụng mình thay đổi, có nghĩa là trong khoảng thời gian gần đây thì mình không đi làm bằng xe máy nữa, mà mình vô tô, nghĩa là sáng mình sẽ đi xe máy nè, ra bãi thì đi gần thôi, chưa tới một cây nữa, đi chắc cỡ 20 phút là tới rồi. Thì sáng đi 20 phút để xe ngoài bãi, mình lấy xe ô tô mình đi làm, xong chiều về mình lại đi từ bãi về, thì cái khoảng thời gian nó ngắn, thì cho nên có thể đó là cái nguyên nhân mà làm cho cái bình này nó mau hết, hoặc là cái bình này nó không tích đủ điện năng nữa. Thì bây giờ cái suy nghĩ của mình gồm có hai vấn đề. Thứ nhất là cái bình này đã hơn 3 năm rồi, có thể là nó đã hư, nó không tích đủ điện năng nữa, thì bắt buộc mình phải thay cái bình nhé. Còn hướng suy nghĩ thứ hai là do cái thói quen của mình đó, có nghĩa là khi mà khởi động xe thì cái bình nó phải tích ra một lượng điện lớn để mà làm quay mâm lửa. Thì như các bạn biết là những xe mà đề từ ACG á, thì nó sẽ lấy điện, nguồn điện một chiều từ ắc quy qua cái ECU, nó sẽ biến đổi thành dòng điện 3 pha và cấp cho mâm lửa để làm quay vô lăng khởi động xe ha. Thì một lần khởi động như vậy thì tốn rất nhiều điện năng, mà khi khởi động lên thì mình đi ít, có nghĩa là cái thời gian mình đi nó ít, nó ngắn, nó không đủ để mà sạc lại cho cái bình này. Thì mình đang nghiêng về cái suy nghĩ cái hướng đó ha. Cho nên bây giờ mình sẽ quyết định là mình sẽ như cái video lần trước mình đã làm, thì mình sẽ tắt xe mà mình để tới ngày mai ha. Thì bây giờ là hơn 8:30 ngày mùng 6 tháng 8 nè. Đó, vào ngày 6 tháng 8 thì mình để tới sáng mai mình sẽ đề lại thử lại, và mình sẽ trực tiếp làm cái video quay sáng mai lúc mà đề xe luôn cho các bạn xem. Thì nếu như mà xe đề được thì cái video như lần trước mình đã làm là đúng ha. Còn nếu như mà xe mà đề không được nữa thì thứ nhất là mình phải đi sạc lại cái bình này và mình sử dụng tiếp một thời gian. Tại vì nếu mà thay thì cũng được, nhưng mà nếu mà rơi vào cái trường hợp thứ hai, có nghĩa là cái thời gian sử dụng xe ít á, một ngày đi chừng 20 phút á, thì lúc đó sẽ tốn cái bình này ha, xe uổng cái bình này. Còn nếu như mà bình hư thì thay thì bình thường không có gì hết, nhưng mình muốn biết chắc cú là nguyên nhân tại sao dẫn đến cái sự cố như vậy ha. Đó, thì mình tóm tắt lại cái nguyên nhân chính, những cái nguyên nhân mà làm cho cái bình ắc quy nó mau hư á. Thứ nhất là cái điều kiện sử dụng, các bạn sử dụng trong điều kiện nóng thì cái bình nó sẽ mau hư hơn trong cái điều kiện sử dụng mà mát hoặc là trời lạnh. Tại vì ắc quy nó tích điện, nó dựa vào các phản ứng hóa học để mà nó tổng hợp và biến đổi thành lượng điện năng ha. Thì khi mà cái nhiệt độ nóng nó sẽ làm cho cái phản ứng hóa học đó xảy ra
nó thay đổi ha. Và thứ hai là thói quen sử dụng xe. Thì thói quen sử dụng xe giống như nãy giờ mình trình bày, có nghĩa là các bạn sẽ bật những cái thiết bị điện trước khi để máy xe nè. Còn thứ hai là cái thời gian sử dụng xe trong một ngày, cái quãng đường và cái thời gian ngắn thì giống như nãy giờ mình phân tích là xe khi mà khởi động thì nó cần lượng điện nhiều ha, mà cái thời gian sử dụng ít thì lúc đó xe của mình nó chưa sạc đủ vào cái bình ắc quy ha. Thì những lần tiếp theo đó thì cái chu trình nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, thì đến một cái khoảng thời gian thì cái lượng điện trong cái ắc quy này nó không đủ để nó đầy xe được nữa. Thì đó, mình đang nghiêng về hai cái lý do đó. Thì mặc dù là lý do nào đi nữa thì mình sẽ làm cho ra lẽ và mình sẽ làm video để update lên cho các bạn biết ha. Thì thay cái bình này cũng dễ thôi, tháo cái này ra và tháo hai cục bình âm dương ra thay bình thường thôi. Thì lúc đó mình sẽ làm video sau. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này của mình ha.